Hello, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha. Thì hôm nay mình đi bắt tôm càng bên cha dạm nha các bạn. Nói chung là hôm nay mình cũng bị bệnh vàng, mình nghẹt mũi nha. Dữ quá trời. Dữ quá trời ơi. Quá trời các bạn ơi. Ra kẹp quá vậy ta, kẹp quá trời.
thấy hôm